Chào người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là review trên một anh top ở server F28. Thì anh top này cũng chơi bạc anh em nha. Thì mình sẽ review cho anh em server đi. Thì top 1 sẽ là anh Nhất Tâm này anh em, 16 miên minh giáp. Top 2 sẽ là anh Renta, 13 miên minh giáp. Top 3 là Kim Jong Un, 12 miên 700k binh giáp. Top 4 là của ảnh rồi Tịnh Tâm, 12-6 binh giáp. Top 5 là Dương Bách Phong, 12-2. Top 6 là Nghịch Thiên Hành, 12-. Top 7 là anh Chí Tâm, lạc của ảnh luôn nên em 11 binh giáp. Top 8 là Nghịch Thiên Quyết. Top 9 là Minh Xù. Top 10 là Thật. Top 11 là Baby. Top 12 là Boss. Top 13 là Park Chun Hee. Mấy ông này, server này có vẻ như mê Hàn Quốc quá anh em ơi. Top 14 sẽ là Đại Tâm. Top 15 là Đồng Vàng, Bia Hơi, Em Hôn Anh Nhé, 18 Gia Hân. Và rất là nhiều anh top khác nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ coi về ban hội đi. Ban hội thì ban top 1 sẽ là ban Thiên Tứ của anh Gà Con. Ban top 2 là ban buôn gỗ lậu của Boss. Top 3 ban này được nè anh em, ban ăn nhậu của Đại Lâm Mộc. Top 4 thì Thiện Lành của Phương Nguyên. Thì server này hiện tại cái ban Thiên Tứ đang thống trị quá là mạnh. Còn ba ban kia thì đang bứt ngang nhau anh em nha. Thì mình sẽ review ạc của anh Nhất Tâm. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ riêng chiết khấu từ 7-9%, rửa thẻ các bạn tự nạp. Và mình sẽ nhận trung gian ổn tin tất cả những sản phẩm của VinG, cũng như là bán ngân phiếu, thu mua ngân phiếu on server. Và nếu anh em không hiểu các vấn đề nào trong game ấy thì các bạn cứ liên hệ mình. Và đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Thì giờ mình sẽ vào luôn review ạc của anh Nhất Tâm. Đầu tiên ạc của ảnh là 16 miên minh giáp, thì cũng khá là mạnh ở server này. Mình nhìn xương xương thôi là cường hóa 3290, phân cương là 30, phân cương 17 sao, khí hồn 180, khí hồng quang 30, khí hồng áo 140 nha anh em. Mã cụ thì ở đây sẽ là level 290. Bây giờ sẽ coi về đồ của ảnh. Đầu tiên là bao tay bậc 15, lô sát nội công, chí mạng, bỏ kháng thổ, tỷ lệ choáng, đỡ đòn ngon. Bao tay này theo mình cũng 9/10 nha anh em. Về khảm thì anh Nhất Tâm sẽ khảm là nội công, tấn công, chí mạng, bỏ né. Anh Nhất Tâm thì chơi theo kiểu mà full công nha, anh không có chơi hiệu ứng, anh chơi full công luôn. Về cái áo của anh sẽ là lô sát nội, chí mạng, kháng chí mạng, bỏ né, tỷ lệ choáng, thân pháp. Về khảm thì anh lấy khảm 4 viên là kháng chí mạng, kháng thổ, né tránh, thân pháp. Anh ấy không khảm đỡ đòn mà anh ấy khảm kháng thổ, chắc là để đánh môn phái anh em, cho trâu tí xíu. Về cái nón sẽ là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, kháng chí mạng, bỏ né, miễn sát thương chí mạng, cũng khá ok, cũng 9/10. Về 4 viên đá thì cũng khảm như vậy anh em, anh vẫn khảm kháng thổ thay vì đỡ đòn nha. Tiếp tục là cái những trên là nội công, chí mạng, kháng mộc, đỡ đòn miễn thương, sinh khí, ngon. Cũng cái những này cũng ngon đấy anh em, cũng 9/10. Về khảm thì anh ấy vẫn khảm 4 dòng công. Những dưới của anh sẽ là nội công, tấn công, chí mạng, đỡ đòn miễn thương, đỡ đòn sinh lực, cũng ok anh em. Thì ở đây anh ấy bắt đầu khảm một viên tỷ lệ tăng nha anh em. Về cái bao tay sẽ là nội công, tấn công, chí mạng, thân pháp, bỏ né tránh. Thì 4 dòng này anh ấy vẫn khảm như vậy. Anh thay rồi anh em, anh thay cái dòng kháng thổ bằng sinh khí cho trâu tí xíu này, máu trâu tí xíu này anh em. Về cái dây chuyền sẽ là nội công, chí mạng, kháng kim. Cái dây chuyền này thì ở mức 8/10 thôi. Về 4 dòng thì vẫn khảm full công. Tiếp tục là về ngọc bội sẽ là nội công, chí mạng, sinh khí, né tránh, đỡ đòn miễn thương. Dây chuyền cái ngọc và cái phù này, bội này cũng 8/10. Thì ở đây anh sẽ khảm là tỷ lệ hoành tăng. Vì ảnh chia đều rồi, ảnh chia đều 3 công, hai hiệu ứng chia đều ra anh em. Về cái yên đai sẽ là tấn công, nội công, chí mạng, biển sát thương chí mạng, né tránh, bỏ né. Yên đai này cũng khá ok anh em, cũng 9/10 đấy. Thân pháp, sinh khí, kháng chí mạng, né tránh. Về đôi dài sẽ là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, sinh khí, kháng chí mạng, bỏ né, ngon. Đôi dài ok anh em. Về 4 dòng này cũng khảm như vậy. Bây giờ sẽ coi về phi phong của ảnh đi. Phi phong của ảnh là phi phong Liêm Chinh Cực. Đây anh em,
anh ấy được một một viên đá chí tôn. Anh hôm bữa chơi event anh top 1 của cụm này ghê trời. Anh được một viên đá chí tôn rồi anh em, chí tôn tuyền, tấn công 200 sinh lực. Xem sao kiếm thêm viên nữa là ok nha. Không mà mình không biết cái viên này nó có ghép lại được không chứ mà ngon nha. Viên đá này tăng tấn công cơ bản 1%. Tấn công ngon quá. Bây giờ phải ngựa, ngựa của ảnh thì sẽ là tuyết lưng câu. Ơi nhìn đẹp anh em. Tao nhìn ngoại trang tuyết lưng câu của ảnh thôi. Mình cũng chưa nhìn nữa, chắc mình nhìn cũng đẹp đẹp dữ thôi. Đây tuyết lưng câu, trời ơi, nhìn kiểu mà giống như là nó giống như ngựa kiểu mà ngựa trên thiên đàng anh em. Nhìn cũng đẹp quá, chạy cũng lẹ quá anh em. Nhưng mà nó nhìn nó cũng tốc độ thôi, chứ mà nói về hùng hổ thì nó không có hùng hổ cho lắm anh em. Kiểu nhìn nó thấm thoát nó nhanh đấy, chứ mà nhìn kiểu mà ngầu cun ngầu hoặc là mạnh hoặc là khủng ấy thì chưa khủng lắm nha. Bây giờ sẽ coi về cái tiếp theo. Tiếp theo của này sẽ là cái phần sát thương cuối, bó sức của anh đi, sát thương cuối tấn công. Ở đây sẽ là những cái phiên sát thương chí mạng để tránh tiềm năng ngon. Bây giờ sẽ có là quan ứng của ảnh, của hình ứng đây khỏi phải nói rồi, mấy cái phụ cộng chí mạng này. Coi thêm mấy cái phần này của ảnh này anh em, cái những cái phần đồ mã cụ hoàng kim. Thì ở đây sẽ là nội công full. Có dòng nội công là ngon, nói chung là những ở trong đây có dòng tấn công là ngon anh em. Nội công tấn công sát thương chí mạng ngon dữ ta. Nội công sát thương chí mạng có nội công là ngon anh em, phải thì chứ. Tấn công đỡ đòn chí mạng, chí mạng ngon luôn. Tới phần tiếp tục của anh này là kinh mạch đi. Kinh mạch của anh thì bậc 10 anh em, full bậc 10 đang lên 11 rồi anh em. Bây giờ sẽ tới cái phần cường hóa thì coi rồi. Cường hóa thì coi rồi, bây giờ mình sẽ coi thuộc tính đi. Thuộc tính của anh đầu tiên tấn công là 36k, sinh lực là 632k. Về cái những cái phần khác như tấn công cơ bản là 221%, sinh lực cơ bản 324, chính xác 132, né tránh 60%, né tránh cao quá anh em, bỏ né 3k1, đỡ đòn 45% mát, đỡ đòn biến thương 70% mát. Trời, tính ra anh mát hết luôn á trời. Né tránh, đỡ đòn, đòn biến thương chí mạng 143%, kháng chí mạng mát 150, sát thương bạo kích mát 300%, bị sát thương bạo kích 147%, hút sinh lực 6%. Những phần best của ảnh này, ngoại phòng 10%, cảm sát gây sát thương gây ra tăng thêm 19%, nguy cơ sát thương phải chịu này khi sinh lực thấp dưới 2% là 4 giảm 4%. Thì giờ những phần kháng của ảnh đi ở mức là 60, ở mức là 67 tới ở mức 68 tới mức 70. Bỏ kháng của ảnh thì bỏ kháng thổ thì ở mức 44% cao nha. 44% là cao anh em. Bây giờ những cái phần khác đi. Những phần xác suất gây choáng của ảnh là mát 100% rồi, nên lãnh thai mấy kia là ok rồi anh em. Tỷ lệ thọ thương 100%, nói chung là gì ảnh xài cái này là ảnh xài hồi xuân chắc luôn rồi. Những phần thời gian thọ thương giảm này, thời gian nằm chậm này. Bây giờ chỉ cần những cái thời gian này nữa là mức tối đa là ngon rồi anh em. Bây giờ sẽ cho anh em coi tới đồng hành của ảnh đi. Có bí kíp của ảnh đi. Bí kíp thì anh sẽ xài là thức thương quyền, dịch chân kinh, càng khôn đại nói di và lục mạch thần kiếm. Bây giờ sẽ tới phần tuyệt học của anh đi. Tuyệt học của anh sẽ đang chơi là kháng chí mạng này, sát thương chí mạng, đỡ đòn, bỏ kháng thổ chí mạng, né tránh nội công, bỏ né. Những cái phần tuyệt kỹ của ảnh, tuyệt kỹ mới là phần ăn tiền anh em. Tuyệt kỹ của ảnh 100/100, tuyệt kỹ 2 100/100, tuyệt kỹ 3 100/100. Đây, cái phần này mới là phần ăn tiền của hạt ảnh này. Nói chung là những cái hạt nào mà bạn thấy ba tuyệt kỹ mà ở mức mát đấy là có đầu tư nha. Thì hạt của anh này, hạt của Nhất Tâm này nạp cũng khủng anh em, chứ phải dạng vừa đâu. Tại vì anh em thấy còn về thần binh nữa. Thần binh nữa, hạt của anh Nhất Tâm bây giờ cụm server này cũng hơi khủng anh em. Về thần binh nữa, thần binh thì anh em coi này. Ôi, thần binh của anh cường hóa lên level 59 luôn ngon ta. Của anh sẽ là những cái dòng như là tấn công, sinh lực, nội lực. Còn đây sẽ là bỏ kháng thổ thôi, né tránh, chí mạng, hút sinh lực, tỷ lệ trái ngon như trời. Tính ra 4, 5 dòng của ảnh là cũng 9/10 đấy. Tuy mà có dòng hút sinh lực thì cũng được được đi. Nói chung cũng không phải không xài được nhưng mà vẫn ok. Level cường hóa 59 luôn thì bây giờ ảnh cường hóa lên nữa.
thì đặt giới hạn rồi anh em. Bây giờ phải kiếm cái nguyên liệu này này cường hóa lên. Nhưng mà cường hóa lên tới 59 là hơi bị gọi là hơi bị chua luôn ấy. Hôm bữa là mình cường hóa, bữa mình làm video bạn anh Nam là cường hóa là lên hăm mấy là thấy chua chua rồi. Bà cảnh cường hóa 59 đầu tư khủng quá. À, có anh Nhất Tâm này ở cụm sao này thì cũng chắc cũng gọi là dạng dạng khủng luôn rồi, tại vì ảnh lấy được cái top của cái viên chí tôn này anh em, lấy được cái viên chí tôn vị tùy này ngon quá nha. Thì nói chung mình à còn gì nữa anh em, còn cho anh em coi về cái đồng hành ở đây, chưa có đồng hành rồi, chưa có đồng hành cho anh em rồi. Thì mình đã cho anh em thấy là này phải đọc đồ đầu tư của anh này quá là khủng luôn. Thì nếu anh em cần mình làm video về các vấn đề nào hoặc là bất kỳ active server nào thì anh em cứ comment giúp mình. Thì để ngày mai mình xin phép ảnh làm tống kim đi, để coi sức mạnh của anh Nhất Tâm ở cụm sao như thế nào nha. Thì để ngày mai mình làm tống kim đi. Và nếu anh em cần mình làm video về các vấn đề nào nữa hoặc là anh em yêu quý thì anh em có thể ủng hộ thẻ zin này, các dịch vụ trung gian cũng như mua bán ngân phiếu on server. Và anh em đừng quên like, subscribe, kênh ủng hộ nha. Chào mọi người, hẹn gặp trong video kỳ sau. Chào mọi người.